Xin chào các bạn. Tôi là Bùi Hoàng Bảo, đồng sáng lập của Mia Design Studio. Chắc là các bạn đã yêu rồi và đã từng sợ khi mà người yêu của mình trách móc, giận hờn. Tôi sợ nhất khi mà người yêu của tôi nói là anh có mới nới cũ. Vậy mà không biết là vì cái cơ duyên nào mà tôi được mời lên đứng ở đây chia sẻ với các bạn về cái chủ đề có mới nới cũ. Thì tôi cũng xin chia sẻ những cái câu chuyện mà liên quan tới bản thân tôi, từ trong ngôi nhà của tôi ở, ra phố, trải nghiệm, thú tiêu khiển là du lịch, kiến trúc, ký họa, và những cái công việc hành nghề của tôi nó có cái sự tương tác giữa các cái yếu tố mới và cũ, nó có những cái mối lương duyên gắn kết với nhau. Thì căn nhà của tôi đó là có rất nhiều các cái đồ vật mà đã gắn liền với các ký ức đã cùng tôi trong quá khứ và vẫn tiếp diễn ở hiện tại và có thể cả trong tương lai. Hàng ngày tôi đi ngang qua vỉa hè thì các cái anh xe ba gác nghỉ trưa đó cho xe lên trên vỉa hè và hút vô cái thân cây, làm cho tôi liên tưởng tới hàng cây ở miền quê của tôi. Trâu bò ngứa sừng cọ vào, nó nổi sần nu lên. Đến một ngày, cái cây không còn sống nữa và tôi đã xin phép mang về nhà để cho cây có một đời sống khác. Trong căn nhà của tôi đó, tôi thực sự cảm thấy rất là thoải mái và là chính mình khi mà được sống trong một cái không gian đầy ắp các cái ký ức xưa cũ. Bây giờ đi ra phố, đi chơi, trải nghiệm. Thì Tết vừa rồi á, tôi cùng gia đình đã làm một cái chuyến xuyên Việt. Và trong suốt cái chuyến đi của tôi thì thực sự là mỗi đích đến để ký họa chỉ là cái cớ thôi. Trải nghiệm trên đường là quan trọng. Thấy được đất nước đang còn đổi thay từng ngày, cái mới xuất hiện thay thế cái cũ, tạo cảm xúc tiếc nuối, bấu víu kỳ vọng nếu như hồn nơi chốn vẫn được trân trọng. Bên cạnh là những cái mới xuất hiện cũng rất là tạo ra những cái cảm xúc tích cực. Ví dụ như là khi mà đi đến Bình Quý, Phan Rang và Hà Tĩnh thì người ta xây một cái thánh đường mới do các cái nhu cầu về hiện tại, nhưng mà người ta vẫn lưu trữ được, giữ lại cái thánh đường đã trên 100 năm tuổi. Thì đã có cái sự kết nối giữa cũ và mới, vẫn cảm nhận được cái phản phất của cái hồn nơi chốn xưa, những cái ký ức về không gian đô thị. Nó hoàn toàn trái ngược cái cảm xúc mà khi tôi đến Sầm Sơn, Thanh Hóa đó, để tìm lại cái ngôi thánh đường cũng trên 100 năm tuổi, nhưng mà đã không thấy đâu nữa, mà chỉ thấy một cái ngôi thánh đường mới lộ đang còn được xây dựng. Cũng nghe được cái thông tin là ngôi thánh đường ở xứ Sầm Sơn, Ba Làng kế bên cái bãi biển Thanh Hóa đó thì cũng đang chuẩn bị dỡ bỏ để mà xây cái thánh đường mới. Thì cũng hy vọng là dưới cái dư luận xã hội và sức ép của cộng đồng thì ngôi thánh đường cũng giữ lại như là trường hợp của nhà thờ Thủ Thiêm, quận 2. Như chúng ta đã biết đó, trước đây là nhà nước là muốn bỏ đi, nhưng mà dưới áp lực của cộng đồng thì cũng đã được giữ lại. Thì ngay cái dịp đó tôi cũng có tham gia ký họa để tạo nên cái dư luận tốt và nói lên cái tiếng nói để mà giữ gìn di sản, thì cuối cùng là cũng được giữ lại. Thì chúng ta thấy ngay rằng là một đô thị bền vững cũng giống như là một thư viện có giá trị, tức là bên cạnh các cuốn sách mới
là những cuốn sách cũ có giá trị. Sau khi đi chơi thì quay lại với lại cái việc hành nghề của tôi, thì các bạn thấy là đây là cái phối cảnh vẽ tay mà tôi đã thực hiện trình bày cho chủ đầu tư hơn 20 năm về trước. Thì các bạn thấy là rất khác biệt với lại bây giờ, đúng không? Bây giờ là trình bày là ngoài cái chuyện render như là thật, tức là còn nhìn vô còn không phân biệt đâu là ảnh ảnh chụp hay là ảnh render, thậm chí còn có phim nữa. Nhưng mà thời đó chỉ là cái bản vẽ tay như thế này thôi. Thì các bạn thấy đó là cái việc hành nghề kiến trúc nó cũng đã được thay đổi theo thời gian. Cái thời của chúng tôi hoặc trước chúng tôi nữa, nếu như mà không biết vẽ tay á, thì không thể hành nghề được kiến trúc. Mà vẽ tay mà không đẹp á, thì cũng không thể phát triển tốt được trong nghề. Nhưng mà thời nay đã khác. 4.0, các cái hỗ trợ về mặt công nghệ vi tính nó giúp cho kiến sư rất là nhiều. Như tôi đã nói là thậm chí render còn không phân biệt được đâu là ảnh chụp, đâu là render nữa. Vậy thì câu hỏi đặt ra là gì? Dưới thời đại công nghệ hiện nay thì kỹ năng vẽ tay có còn cần thiết nữa hay không? Thì như chúng ta đã biết là bản vẽ là một cái ngôn ngữ giao tiếp cơ bản của kiến trúc. Chúng ta phải làm việc nhóm, làm việc tập thể. Thì cái chuyện phát thảo ra các cái nét vẽ tay, tạo ra các cái ý tưởng sơ bộ về mặt không gian, nó sẽ nhanh rất nhiều. Nó khác cái chuyện là chúng ta vẽ trên máy. Tại vì vẽ trên máy á, đòi hỏi là nhập các cái dữ liệu nó phải cụ thể. Do đó đó là cái chuyện vẽ tay là cái chuyện mà dường như là chúng ta không thể nào thay đổi. Nó phục vụ cho cái chuyện là trao đổi ý tưởng, làm việc nhóm với nhau. Cho nên á, dù cho công nghệ có hỗ trợ chúng ta như thế nào nữa thì chúng ta cũng cần phải biết kỹ năng vẽ tay. Chứ là chúng ta chỉ cần biết vẽ tay thôi. Còn vẽ như thế nào á, lại là một cái điều kiện khác. Thì tôi có thể khẳng định rằng là dù cho có công nghệ mới trợ giúp nhưng vẫn không thể nới cũ là kỹ năng vẽ tay. Vậy thì giữa cái chuyện hành nghề và cái chuyện trải nghiệm để hỗ trợ cho việc hành nghề, thì như chúng ta đã biết là Yara Hadid có nói một câu kiến trúc sư là những bông hoa nở muộn. Nó nói lên điều gì? Nó nói lên cái sự từng trải, cái độ chín về các vấn đề về xã hội, về văn hóa của kiến trúc sư. Gừng càng già thì càng cay. Vậy những người trẻ như chúng ta làm thế nào để bù đắp? Sống lâu chưa chắc sống nhiều, hãy xách ba lô lên và đi. Trong khi mà tôi đi trải nghiệm về du lịch văn hóa đó, thì tôi có thói quen là không có đi các cái con đường highway, mà thường là đi các lối tắt để mà tìm hiểu về cái văn hóa bản địa. Thì thực sự là rất là ngạc nhiên khi mà đến biệt thự trên thác đó, những cái bức tường trang trí trong biệt thự cũng là sự lặp lại các cái hình ảnh của những cái vỉa đá trên các cái con đường làng. Thì mới nhận thấy là ngoài những cái điều chúng ta xem ảnh và đọc trong luận trong sách báo, thì khi mà đến á, chúng ta sẽ có những cái cảm nhận nó thực sự là khác biệt. Ví dụ như là cái không gian tràn viền này, hoặc là cửa sổ góc, thì mới thấy rằng là những cái bài học này á, là đã tạo ra một cái tiền đề rất tốt cho tôi cũng như là các cái đồng nghiệp. Nó dựa trên một cái cũ, một cái công trình của những kiến trúc sư thành danh từ rất là lâu và chuyển tải qua một cái không gian mới, hiện đại. Khi chúng ta đi trải nghiệm kiến trúc, ngoài cái việc lưu trữ bằng nhiếp ảnh, thì cái việc ký họa đó nó sẽ nâng
lên một cái tầm cao hơn về độ cảm nhận, cảm thụ về mặt không gian. Ngoài ra thì cái độ soi về chi tiết á, rất là kỹ. Bản chất của kiến trúc là cái đẹp đi từ bản chất công năng, đi từ kết cấu cũng như là đi từ cái cấu tạo mà ra. Thì cụ thể ở đây á, là chúng ta thấy là cái cục chêm gỗ của cổng Torii ở cái đền thờ thần đạo Nhật Bản đó là một cái chi tiết gỗ truyền thống mà nó đi từ bản chất cấu tạo ra cái thẩm mỹ. Thì tất cả những cái bài học này á, nó sẽ làm cái động lực để mà chúng ta có những cái sáng tạo nó phù hợp đến cái từ cái bản chất của cái sự việc hơn là những cái mà trang trí diêm dúa từ bên ngoài. Khi đi tham quan và trải nghiệm ở những cái công trình đầu tay của những cái sư nổi tiếng để thấy rằng là những công trình đó đã dường như định hình một cái phong cách riêng cho người kiến trúc sư cũng như là thể hiện và khởi phát của những cái trào lưu kiến trúc đương đại. Đây là cái trường hợp mà tôi đến tham quan nhà riêng của ngài Phan Gary. Thì ở đây cái yếu tố sáng tạo, cái mới của ông là trên cơ sở cái cũ, đó là một cái ngôi nhà màu hồng rất là đặc trưng ở miền Nam Cali. Thì ngôi nhà này đặc biệt là khi nó xuất hiện đó là đã xuất hiện rất nhiều các cái ý kiến trái chiều khác nhau, từ tôn sùng thần thánh hóa cho đến chê bai. Và chính cái sự và nhiều ý kiến trái chiều như vậy trong cái dòng chảy kiến trúc đương đại đã thể hiện được một cái sức sống mãnh liệt của cái ngôi nhà. Công trình thứ hai tôi muốn giới thiệu đó là nhà phố Azuma ở Osaka. Công trình khởi đầu sự nghiệp một nghệ nhân bê tông cho Tadao Ando. Thì công trình này nó thể hiện cái sự kết nối giữa người kiến trúc sư và gia chủ. Nó khác cái căn nhà của Phan Gary là làm cho chính mình. Công trình này nó thể hiện ra một cái kỹ năng mềm mà các kỹ sư cũng cần phải luyện cho cái quá trình tác nghiệp của mình, là phải làm thế nào thuyết phục được người khác bỏ tiền ra để mà thực hiện cái ý tưởng sáng tạo của mình. Nó khác với nhạc sĩ, họa sĩ là dựa trên cái cảm xúc cá nhân rồi mình sáng tạo ra, còn ai thích thì sẽ sử dụng nó. Cái sự sáng tạo ở đây là vào năm 1976 đó đã gây ra một cái tiếng vang rất là lớn về cái sự đột phá về mặt không gian. Rất là hiện đại, rất là khác biệt, nhưng mà nó vẫn toát lên được cái tập tính truyền thống của người Nhật. Và nổi trội là gì? Sự sáng tạo không gian mới trên cơ sở cái cũ là các cái tập tính truyền thống và cá tính của chủ nhà cũng như là cái lối mòn suy nghĩ của chủ nhà. Thì đôi khi tôi thấy rằng là cũng giống như là nghệ thuật nấu ăn vậy đó, cũng là trên những cái nhiên liệu đó, thịt, cá, rau, nhưng mà có người thì lại ăn được cái món chiên xào, rồi mặc dù sushi, sashimi là những cái món rất là tinh giản, rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà có người lại vẫn không tiêu hóa được. Vậy thì người kiến trúc sư cũng vậy. Mình phải làm ra cái không gian dựa trên cái năng lực sáng tạo, cái kiến thức của mình, tạo ra không gian mà người gia chủ họ cần, chứ không phải là cái không gian mà mình muốn. Nó thể hiện một cái sự gắn kết giữa yếu tố mới là sáng tạo ra một không gian mới và yếu tố cũ là những cái thuộc về cá tính của người chủ nhà. Và đôi khi là chúng ta cũng phải giới thiệu các cái món mới, thì đó là cái góc độ mà educate cộng đồng của người kiến trúc sư. Trong khi tôi vẽ Azuma nhà phố của Tadao Ando là tôi tranh thủ trong cái lúc mà công ty tôi đi du lịch ở Nhật, thì làm mọi người ngạc nhiên. Wow. Thì đây là một trong những cái thủ thuật mà tôi
sử dụng. Tức là vì một cái lý do nào đó mình đọc báo hay là thế nào đó mình biết một cái địa điểm và mình muốn đến cái địa điểm đó, thì tôi sẽ nốt lên trên cái bản đồ. Ở một nơi nào đó hay một lúc nào đó, chỉ cần mình lật cái bản đồ của mình ra để mình coi xung quanh đây có những cái nốt nào mình cần đi hay không, thì mình sẽ tranh thủ đi. Thì nó giúp cho tôi là bất cứ ở đâu đều có thể tranh thủ đến những cái nơi mà mình muốn đến. Và khi mà mọi người biết tôi đi vẽ ký họa được rất là nhiều nơi thì cũng ngạc nhiên là sao mà tranh thủ dữ vậy. Đi du lịch với gia đình, đi thậm chí đi theo tour vẫn có thể vẽ được. Vậy thì tôi cũng chia sẻ một trong những cái kỹ năng để mà mình có thể trong một cái thời gian ngắn mình nắm bắt được cái nét, cái không gian chủ yếu để mà mình vẽ, là mình nheo mắt lại để cho cái hình ảnh thực tế 3D có chiều sâu đó nó mờ đi, nó dẹt, nó phẳng, để mình dựng hình lên trên giấy là cái mặt phẳng. Sau đó thì mình mở to mắt ra, mình nhìn chi tiết, và cuối cùng là mình vẽ theo cảm xúc. Hãy ký họa kiến trúc để mà kết nối, lan tỏa quá khứ, hiện tại và tương lai. Sống lâu chưa chắc sống nhiều. Thì những người trẻ cần tăng cường cái tính trải nghiệm của mình. Gừng càng già càng cay, nhưng mà mình trẻ thì mình hãy xách ba lô lên và đi trải nghiệm cuộc sống, thăm các cái công trình kiến trúc nổi tiếng. Nó sẽ hỗ trợ cho mình về mặt nghề, luyện vẽ tay thông qua ký họa. Và sống nhiều nhưng mà phải sống sâu. Thì đối với các bạn trẻ thì chưa có cơ hội đi đây đi đó nhiều, thì ngay tại chính nơi mình sống, nơi cái thành phố mà mình đang sống, thì cũng cần có một sự tĩnh lặng ngắm nhìn, sống sâu hơn để mà lần dở các cái mảnh ghép mới cũ. Nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều điều trong quá trình sống. Thì thông qua cái sự chia sẻ của tôi về trong nhà ra phố, trải nghiệm cũng như là hành nghề đó, thì tôi hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bạn một phần trong cái chuyện trải nghiệm cuộc sống và hành nghề kiến trúc. Xin cảm ơn.